Dạ xin kính chào quý khán giả Tiếp tục trở lại với video của Lan Thang Vlog Chúc quý khán giả có một buổi tối thật là vui và dồi dào sức khỏe Kính thưa quý cô chú anh chị Mới đây nhất Linh Tý Bích Trâm có đăng lên Và Hồng Loan cũng như là Bùng Bùng Thành Mỹ cũng có đăng nha mọi người Hôm nay ngày 26 tháng 8 cũng là ngày sinh nhật của chị Ni đó cô chú anh chị Phải nói rằng chúng ta rất là thương mến chị Ni khi đến giờ phút này vẫn không có một cái tin gì thật sự quan trọng và được hé lộ ra về tình hình của chị ni hiện tại ai nấy cũng cảm thấy rất lo vì nữ hậu tướng của hồng loan cũng đã gần nửa tháng qua rồi mà chưa có lên tiếng và chúng ta ai nấy cũng mong muốn rằng có những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị ni trong thời gian tới và hôm nay nhân dịp sinh nhật của chị ni khán giả hãy cùng nhau để lại một lời chúc và cầu mong cho những cái bình yên may mắn và hạnh phúc sẽ đến với chị ni nha mọi người và điều quan trọng nhất có lẽ là sẽ cầu mong chị Ni sẽ sớm quay trở lại và tiếp tục dẫn dắt cũng như là đồng hành cùng với Hồng Loan trong vụ kiện tranh chấp căn nhà với cô xí sắp tới nha mọi người. Như chúng ta cũng đã biết rồi, em trai của chị Ni cũng có nói rồi, cái thời điểm này là thời điểm nhạy cảm và mong rằng khán giả hãy dẫn tin, có một niềm tin vào chị Ni và cũng đừng nghe bất kỳ một lời đàm tiếu hay một lời đồn đại nào, hãy tin tưởng những người bên cạnh Hồng Loan khi họ lên tiếng thì đó mới là chính xác nha mọi người còn bất kỳ ngoài ra cũng đừng tin ai hết nha cô chú anh chị thì đó là thông tin mà chúng em cũng muốn chia sẻ lên để khán giả cùng nhau nắm được hôm nay chính là sinh nhật của chị ni nha mọi người và mong rằng khán giả hãy để lại những lời chúc thật là ý nghĩa để giúp cho chị ni vượt qua những khoảng thời gian khó khăn này nha cô chú anh chị và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một phát ngôn mới nhất của ông sạc pin đó là ông đăng một tấm hình mà sẽ khiến cho nhiều người phẫn nộ như mọi người đó là ông ta đăng một tấm hình của chú Nam Vũ Linh kế cạnh một cái lon bia và có viết qua dòng tâm trạng như thế này vô một cái đi bạn tôi ơi bạn tôi nhớ phù hộ cho TL mau hết bệnh nhé sẵn tiện phù hộ cho HB sớm lấy lại căn nhà số 5 dư di nguyện của bạn anh em khán giả thương giúp tiền mà bị đồn là quyên góp này kia on ức quá bạn tôi ơi thì đó là cái lời than giảng của ông sạc bin đối với chú năm vũ linh nha cô chú anh chị chúng ta biết rằng chú năm đã mất đã hai năm rồi và bây giờ ông ta lại tiếp tục đem cái hình ra đem bia ra uống làm như là thương nhớ lắm nha cô chú anh chị rõ ràng trong câu chuyện này ông sạc bin ông là người có lỗi nhất với chú năm vũ linh khi ông đã tự xưng là tri kỷ nhưng khi chú vừa mất thì ông ta lại hùa theo bên cái thế lực xấu để công kích và có những hành động chà đạp con gái của chú và đáng trách hơn là cái việc ông ta đã nhúng tay vào tiền khuôn điếu và gom hết những món đồ của chú Năm về bên đó để mà xài nha cô chú anh chị. Và đến giờ phút này cũng là 2 năm rồi, ông ta cũng chưa một lần nào coi như là dám bén mảng về Việt Nam nha cô chú anh chị. Và bây giờ ông ta lại đem hình của chú Năm lên để làm như là thương nhớ, làm như là thân thiết lắm nha mọi người. Và ông ta còn nói rằng bây giờ là chú Năm hãy phù hộ cho HB sớm lấy lại căn nhà giống như là di nguyện của chú năm di nguyện nào ở đây hả mọi người đây là cái lời ông ta tự biểu ra nó kịch cổm vô liêm sĩ chứ không có một cái di nguyện nào của chú năm để nhà lại cho chị hb cả nha mọi người những gì chú năm mong muốn và di nguyện của chú năm đó chính là để lại căn nhà cho con gái của chú chính là hồng loan mà thôi còn cái việc quyên góp tiền bị đồn đoán này kia thì đâu ai đồn đoán nha cô chú anh chị chuyện này là có thật và chính miệng của thiếm bánh xèo đã lên khẳng định cái điều đó làm gì có chuyện đồn đón nó có thiệt nha cô chú anh chị ông này cũng giống như một ruột với phía bún bò hay là với thiếm phiếu bánh xèo mà thôi nha mọi người cũng đi quyên góp cũng đi thâu tóm tiền từ thiện tiền làm mậu ông ta cũng nhúng tay vào và cũng không biết là ông ta đã ăn bao nhiêu trong số đó nha cô chú anh chị thiếm bánh xèo có nói rồi đã nhận tiền trong những ngày vừa qua và chỉ mới chính thức ngừng từ sáng ngày hôm nay thôi tức là ngày 26 tháng 8 này thôi bởi vì khán giả đã lên án quá trời đúng rồi cô chú anh chị đường đường cũng là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng này kia cũng là nghệ sĩ lâu năm này kia đi hát bao nhiêu năm nhưng đến bây giờ mấy chục triệu thôi cũng không có phải lên ngửa tay trên cộng đồng mạng thì đúng là hết thuốc chữa những con người này họ không có liêm sĩ không biết tự trọng nha mọi người hở cái gì ra là cứ lên mạng nhận tiền thôi không cần biết là tiền đó ở đâu và cũng không cần biết rằng mình nhận tiền đó thì phải mang những cái ơn gì bây giờ thì đã lớn rồi cũng hai vợ chồng còn sức khỏe đứa con trai cũng lớn rồi thì làm kiếm tiền được rồi mắc gì phải ngửa tay xin tiền trên cộng đồng mạng để khi họ lên án lên tiếng thì mới nói rằng là mình bị oan bị đồn này kia không ai đồn cả nhau mọi người những cái điều này là có thật họ mới nói và mình tin rằng cái việc mà tiếng bánh xèo lên tiếng ngưng quyên góp cũng là một hành động mà được cho là có tật giật mình nha cô chú anh chị đã nhận quá nhiều rồi ngửa tay lấy tiền quá nhiều rồi và bây giờ cảm thấy nhột và khi bị khán giả lên án như vậy thì mới tỉnh ngộ ra là mình còn sức lao động mình còn kiếm được tiền thì mắc cái mới gì phải ngửa tay xin tiền cộng đồng mạng hả cô chú anh chị làm như là hai cái hoàn cảnh nghèo neo đơn này kia không có người thân trong khi đó thì còn chị HB, cô xí vẫn sờ sờ ở đó mà lúc nào thì cũng lên mạng than khổ rồi kêu quyên góp này kia. Đúng là những con người không có lòng tự trọng và không biết xấu hổ như cô chú anh chị. Còn cái việc thêm bánh xèo lên tiếng ngừng quyên góp thì bây giờ không có tác dụng gì cả nha mọi người. Bởi vì tiền thì đã lấy rồi, cho dù một ngàn thì cũng đã nhận rồi. Đừng nói chuyện ngừng quyên góp này kia. Mình thấy bây giờ câu chuyện này là một cái vết nhơ cuộc đời của chú Bánh Xèo trong quá khứ đã từng ăn bám anh của mình và hiện tại anh mình mất rồi thì lại đi tranh giành căn nhà với cháu mà giành không được thì bây giờ lại lên tiếng giả nghèo giả khổ để mà xin tiền cộng đồng mạng. Phải nói rằng là một cuộc sống có quá nhiều vết nhơ nha cô chú anh chị và chúng em tin rằng sau này cũng không thể nào mà gột rửa sạch đâu. Nó có quá nhiều những cái sự xấu hổ trong này. Bây giờ thì có nói gì đi nữa thì cũng không thể phủ nhận một điều rằng chú Thiếm Bánh Xèo đã nhận tiền mạnh thường quân và coi mình là một hoàn cảnh neo đơn khổ cực cần được hỗ trợ từ khán giả nha cô chú anh chị nghe nó buồn cười vô cùng vậy mà lúc nào cũng lên tự xưng mình là nghệ sĩ lớn này kia lớn chỗ nào không biết chỉ biết lớn tuổi chứ đâu có lớn tên nha mọi người và cũng lớn tuổi chứ đâu có lớn suy nghĩ đâu đúng ra chú thím bánh xèo phải tự lực cánh sinh mới đúng trước kia sống nhờ vào anh mình bây giờ anh mình mất rồi thì phải tự làm tự ăn chứ làm gì có chuyện đi tranh giành căn nhà phải không mọi người và dành không được thì bây giờ rất là khổ sở bị tẩy chay và bắt đầu lên mạng ngửa tay nhận tiền mà mình cũng nể luôn những người nào mà cho tiền chú bánh xèo đó cô chú anh chị họ còn sức lao động họ còn đi làm được thì tại sao phải cho hả cô chú anh chị những cái việc làm rất trớ trêu và nghịch lý trong drama này và chúng ta thấy nó đang diễn ra hàng ngày hàng ngày hy vọng thông qua câu chuyện này thì khi khán giả lên án thì chú thiếm bánh xèo cũng nên tỉnh ngộ và đừng có nhận tiền mạnh thường quân nữa. Hãy tự làm và tự ăn đi. Hãy tự kiếm tiền đi. Chứ đừng bao giờ lên than nghèo, than khổ rồi lấy tình thương của cộng đồng bạn nữa. Đây là một việc hết sức là xấu hổ luôn. Thì đó là một số thông tin mà chúng em muốn chia sẻ trong video clip ngày hôm nay để khán giả thấy được những câu chuyện, những diễn biến vô cùng bức xúc xung quanh Hồng Loan. Có thể là trong thời điểm này, Hồng Loan cũng không có lên tiếng nhiều đâu nha cô chú anh chị. Chị Ni cũng đang gặp những vấn đề những tin đồn không hay như vậy thì Hồng Loan cũng chọn cách im lặng thôi, chứ không có lên tiếng hoặc là không có cái lời đáp trả nào cả. Cứ tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, sẽ đến với chị Ni nha mọi người. Và hy vọng rằng nữ hậu tướng của Hồng Loan sẽ sớm trở về để tiếp tục đồng hành cùng với Hồng Loan. Ở trong cái drama này, chúng ta hãy để lại những bình luận để mà chúc cho chị Ni luôn luôn bình an và sẽ gặp nhiều cái điều may trong cuộc sống nha mọi người. Và nếu có tin gì mới thì chúng em sẽ tiếp tục cập nhật và đăng tải lên trong những clip sau. Rất mong khán giả sẽ luôn yêu thương Hồng Loan cũng như là ủng hộ chúng em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ video và để lại những bình luận ý kiến cho mọi người. Bây giờ chúng em xin kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.